Xin chào tất cả các bác đã quay lại với kênh của Trần Văn Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Thì hôm nay đã là ngày 20 tháng 12 rồi, tức là chỉ còn 4 ngày nữa thôi là đến cái Noel. Thì hiện nay đang có rất nhiều các cái chương trình giảm giá từ tất cả các đơn vị như là Lazada, Shopee, Sendor. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái đơn vị đó chính là từ Sendor của FPT, thì xem có những cái chương trình như thế nào nhá. Rồi, có lẽ giống như mọi lần thì đầu tiên là mình sẽ điểm qua một chút các cái thông tin từ các cái trang hoặc là các group săn hàng giảm giá hoặc là săn mã giảm giá. Ví dụ mình đang có mặt ở tại group Review Lazada, các bạn nhớ nhá. Có một cái page cũng tên là Review Lazada nhưng mà nó không phải nhá, đây là group Review Lazada. Thì cũng khá nhiều group ở trên mạng trên Facebook, thì có lẽ cái group này là mình tin tưởng nhất. Thì hôm nay chúng ta cùng điểm qua một chút thông tin ở trên này. Như vậy hết cái event cái mẫu sắm lâu rồi, cái mẫu sắm cách từ cũng 12 cách đây cũng gần một tuần rồi. Thì đây, một mùa Noel đã về thì cùng săn su với sen đỏ thì những mã giảm giá cực kỳ hấp dẫn. Thì đây là một cái ứng dụng mà ở trên app điện thoại thì chúng ta cũng có thể lấy được su và từ su đổi ra sen đỏ. Thì tí nữa mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem là lấy cái su như nào và đổi mã giảm giá như nào. Rồi chúng ta xem có thông tin gì nữa không. Úi trời ơi, hủy loạt đơn như này. Này chắc là từ cái đợt mã Asteroid. Mã Shopee hiện nay mình không biết là có mã hay không. Đây chúng ta cũng đến cái thông tin của bác này xem nào. Như vậy là cái chương trình lại flash sale của Sendor. Miễn phí vận chuyển 40k cho đơn hàng 99k. Các bác có thể áp các mã như là Sendor 2212 hoặc chị đại 2212 hoặc là siêu trợ 2212, giảm 50k cho đơn hàng từ 170k và free ship hoàn toàn. Đối với những cái đơn hàng 170k thì được free ship hoàn toàn, còn đối với những cái đơn hàng mà 99k thì sẽ được Sendor hỗ trợ là 40k phí vận chuyển. Ồ, bác này bác kiếm được 5.000 xu mới khiếp chứ. 5.000 xu là đổi ra được cái mã giảm giá khoảng là mã giảm giá 500k đấy. Rồi, rất nhiều cái thông tin trên này. Ví dụ một số cái mã, các bác hỏi về cái mã giảm giá thì thứ nhất là mình không thể nào mình nhớ hết được tất cả mã giảm giá đâu. Thì một là các bạn theo dõi các clip mình chia sẻ trên các cái chương trình đồng hành của các cái chương trình săn mã giảm giá, hoặc là các bạn có thể qua các group như này, ví dụ group Livy Lazada. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đến với cái fanpage của Sendor xem thế nào. Thì là mình đang ở có mặt cái page của Sendor, đây page chính thức của Sendor với 1.600.000 lượt like. Thì chúng ta cũng xem có cái thông tin không. Đầu tiên đó chính là chương trình Noel về dinh quà siêu trợ, cơ hội ôm chọn mã giảm giá lên đến 1.000.000 đồng. Rồi, Noel về dinh quà siêu trợ, chương trình lấy mã giảm giá trong chương trình siêu giảm giá từ 20 đến 22, tức là trong ngày hôm nay thì bắt đầu Sendor chạy cái chương trình siêu giảm giá, tức bắt đầu từ ngày 20 ngày hôm nay nhá, đến hết ngày 22 thôi. Thì chắc là các cái mã này 24 họ mới chạy được. Rồi, chị đại bung deal chỉ từ 22k, rất nhiều cái chương trình miễn phí vận chuyển nữa này. Rồi, rất nhiều các cái event ở đây, hàng loạt siêu phẩm mở bán trợ giá tốt, miễn phí giao hàng duy nhất trong 3 ngày, 20, 21 và 22, như vậy 3 ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên rồi, rất nhiều sản phẩm. Ok, có lẽ một chút thông tin từ các cái group trên Facebook, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái trang chính thức của Sendor xem như nào. Lâu lắm rồi mình cũng không qua Sendor xem, tại vì sau các cái đợt cách mạng mua sắm thì nói chung là tiền hết rồi, cháu muốn mua cái gì cả. Rồi, thì đây chúng ta đang có mặt ở website của Sendor. Ô, sao mình mở đây chị đi đâu. À, có lẽ thời gian sắp tới mình sẽ làm thêm một số clip review các cái sản phẩm của chị đi đâu. Thì cũng khá nhiều các bạn inbox mới là gửi cái comment về là nhớ yêu cầu mình là làm các clip review chị đi đâu. Thì có lẽ là thời gian sắp tới mình sẽ hứa với các bạn mình sẽ làm thêm 1 đến 2 cái clip về Sendor, một clip về review cách chơi như nào. Hoặc là, và sau đó sẽ có lẽ là sẽ mình sẽ thử mua một số cái món về để review trực tiếp sản phẩm trên tay. Ok, thì các bạn nhớ đón xem, nhớ like, subscribe ủng hộ kênh. Đây mình mua được một số món rồi.
Rồi chúng ta cùng quay trở lại với Sen Đỏ. Hiện tại mình đang có mặt ở website của Sen Đỏ. Có một cái số mã như ngay mình thấy có bác này bác có chia sẻ một số mã đây các bạn lưu ý nhá. Sen Đỏ 2212, Sen Đỏ Chị Đại 2212, siêu trợ 2212. Đây là các cái mã giảm giá này, thì thử xem là có ăn được không. Rồi. Thì chúng ta cùng đến với website của Sen Đỏ chưa gì à, kích vào xem nào. Như vậy cái event Noel về riêng quà siêu trợ thì là à ha. Rồi mình sẽ thử đăng nhập cái này xem nào. Mình sẽ thử một cái trên Sen Đỏ này mình rất là nhiều cái tài khoản 19 đi. Cái đợt mà còn đại chiến sân su mình lập bao nhiêu tài khoản trên này. Đấy, đăng nhập luôn. Rồi như vậy cái event đầu tiên nó là Noel về riêng quà siêu trợ thì có thể là các bạn sẽ nhận được cái voucher lên 1 triệu đồng. Thì tỷ lệ chơi như nào? Thì có lẽ là đây. Và đây chúng ta sẽ mở cái các cái hộp quà trên cây thông này. Thì mỗi ngày chúng ta sẽ được mở, tức là mỗi lần đăng nhập vào thì chúng ta sẽ được 3 lần mở. Và mỗi lượt cách nhau khoảng, từ 3 lần mở đầu tiên này, sau đó 3 tiếng thì chúng ta sẽ được mở tiếp, không giới hạn. Đây nhá, mình sẽ bắt đầu luôn này. Như vậy nó có rất nhiều hộp quà này đấy, nó nhanh đấy. Thì chúng ta thử xem là hộp cuối cùng đi. 20 xu. Thử gấu trên nóc xem nào. Ít thế. Bây giờ mình đã lần đầu tiên đã được một cái mã giảm giá là 30.000 đồng rồi. 30.000 đồng chắc là cho đơn 90.000. Thì ví dụ ấn vào tiếp đây nó sẽ báo là đổi 50 xu để mở. Tức là mở những cái hộp này chắc chắn là sẽ trúng thưởng. Thì chúng ta cùng xem một chút cái này. Đổi mã giảm giá này. Đổi giá mã giảm giá của shop này. Như vậy đã được 40 xu lần đầu tiên rồi. Thì cái này chơi được ngay trên máy tính nhá. Thì tí nữa chúng đấy. Đấy, cho bác là nhanh tay có cái mã này 30K ISS 7CE4. Tặng cho các bác luôn cái mã này. Mình sẽ không sử dụng đâu. 7ISS 7CE4. Các bác nhanh tay nhá, trạng thái vẫn có thể sử dụng được này. Rồi. Thì như vậy, cách đổi như nào? 1.000 xu 10.000 xu sẽ đổi được voucher là 1 triệu đồng. Đấy. Vậy xem cái mã, ui nhiều lắm. Mã giảm giá còn rất là nhiều. 3.000 xu sẽ đổi được cái mã giảm giá 30.000 đồng. Ví dụ như cái mã này là tương ứng với 3.000 xu nhá. Thì mình đang có 40 xu. Thì các bạn làm sao chơi mỗi 3 tiếng thì vào được mở được 3 hộp. Thì chắc là nhưng mà cầy thì cũng phải kiếm được khá khá đấy. Còn cái chương trình nữa đổi mã giảm giá của shop. Mã giảm giá 20k cho đơn hàng 100k, 50k cho đơn hàng 50k, mỗi tài khoản chỉ được đổi một lần. Cái này mình chưa hiểu lắm. Tất nhiên vẫn phải có xu thì mới đổi ra được các cái mã này. Xem cho. Cái này tức là nó phân chia ra cái mặt hàng dành cho nam nữ này. Ví dụ các bạn có 1.000 xu, các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ đổi được cái mã giảm giá 20k. Các bạn có 2.500 xu thì các bạn đổi được cái mã giảm giá 50k. Thì nó cũng chẳng khác gì cái này cả. Rồi. Thì quay lại với cái trang chủ nó xem nó còn cái event gì nữa không. Cái chương trình đầu tiên đó là Noel về cái gì nhỉ? Dinh quà siêu trợ. Đấy rồi. Và một cái nữa đó chính là miễn phí vận chuyển toàn quốc. Là chúng ta cũng xem cái thông tin này. Miễn phí một chuyển quốc. Số lượng rất là có hạn, mỗi tài khoản chỉ mua được một sản phẩm trên mỗi deal. Như vậy với các khung giờ như 8 giờ, 10 giờ, 12 giờ thì tiếp theo khung giờ 19 giờ sẽ có các cái deal siêu sốc như này thì sẽ có các cái mặt hàng nó đã giảm giá rồi thì các bạn có thể mua được những cái sản phẩm giá cực kỳ tốt trên này. Ví dụ đây những cái món ngon thì hết rồi, còn lại tần xương sầu lẩu khẩu trên này thôi. Ví dụ những món ngon thì họ mua rất là nhanh như là cái gì đây. Giày nam có 22.000 thì đã hết rồi. Giờ chỉ còn tàn cái áo 2 dây thì nhiều món thế này. Adapter cho Android này. Xe đạp đèn, à đèn xe đạp. Dây đeo cho đàn guitar này. Cảm biến lùi bút mắt này, khá nhiều món này. Ba lô ngôi sao. Điều khiển cực
cuốn này, rất là nhiều món luôn, bộ dụng cụ nấu ăn, đầu kỹ thuật số này, đây là cái kính cường lực nhé, chứ không phải điện thoại đâu. Đồng hồ này trông phải ngon phết này, mình xem thử cái đồng hồ này, 125.000, 100 trước, giảm một nửa tiền luôn. Mũ hiện này cũng cũ, tẻ nhớ 128GB mà rẻ thế, 128GB 175.000. Xem thêm. Như vậy là 19 giờ sẽ mở thêm một số cái món nữa. Thì các bác có thể bây giờ là cũng gần 19 giờ rồi. Chúng ta thử xem cái mặt hàng này xem nào. Một này khá là hay ấy. Dây kim loại mặt khá là to, 125k đồng hồ này. Chúng ta cùng xem cái đánh giá của những người mua xem nào. Có sao cái mã này khác hẳn nhau này, mua 1 tặng 2. Giảm chi phí thương hiệu, shop sẽ che mờ là mờ thương hiệu của sản phẩm, khi nhận hàng kiểm tra sản phẩm vẫn đầy đủ thương hiệu. Quái gì nhỉ, đồng hồ móc quá nhiều lỗi nghiêm trọng, lắc một cái thì kim giờ cứ phước chạy ngược. Sản phẩm khác với trong hình, chúng ta nhận thấy khá nhiều cái, mà cái đầu tiên thì lại một cái đánh giá rất là tệ. Như vậy với những cái đánh giá này thì 6/1 thì có lẽ tỷ lệ là cũng là hên xui, nhưng mà đánh giá 5 sao thì khá là ít, toàn thấy 4 sao thôi. Thực ra những sản phẩm ngon thì nó phải đánh 5 sao đây, 4 sao thì mình cũng khá là hoài nghi về cái chất lượng cái sản phẩm như này. Rồi tiếp theo sẽ có món gì ngon nữa không? Như vậy xem nào, còn chương trình gì nữa? Chương trình giảm giá về thẻ cào nữa, rất là nhiều cái chương trình ngày hôm nay, rất nhiều luôn. Cái này nó chỉ banner chứ kích vào không ra nhỉ, không có đường dẫn trong này. Rồi bây giờ chúng ta đến với cái phần app trên điện thoại thì xem nó có sự khác bọt rồi không. Thì mình đây mình đã khai dẫn một cái ứng dụng để giả lập cho điện thoại rồi. Chúng ta sẽ cùng khởi động nó xem trên app thì nó có chương trình gì tốt hơn đối với cái này. Nghĩa con đồng hồ kia có vẻ ngon đấy, các bác nào liều thì có thể mua món này. Hiện tại mình đang rất là muốn mua một con Mi Band 2, nên con này có lẽ mình sẽ để lại. Thì có một tay thì không thể là đeo hết được 4-5 cái điện đồng hồ được. Thời gian tới thì có lẽ mình sẽ nhắm mua một con Mi Band 2. Đồng hồ có lẽ mình sẽ không mua thêm nữa. Và có lẽ trong cái chủ đề làm Văn Hồng Studio thì mình sẽ cố gắng mình mua thêm một cái tai nghe bass, loa đài cái thứ có hết rồi, sao cạc, mic, loa bluetooth cũng có rồi, đàn điếc cũng mua, thì có lẽ là thiếu một cái tai nghe. Thực ra mình có rồi, nhưng có lẽ mình sẽ mua thêm một tai nghe nữa để có lẽ làm trọn vẹn một cái playlist về xây dựng một cái studio mini ở nhà. Còn mấy clip test mình cũng chưa có thời gian mình làm được, khá là bận. Lâu thế nhỉ? Rồi có vẻ như khởi động cái co-player thì nó chậm máy tính đi khá là nhiều. À, mình nói qua một chút là để cày những cái này thì các bác có thể tạo nhiều tài khoản nhé, đăng nhập nhiều tài khoản để vào quay. Ví dụ mình sẽ đăng nhập cái tài khoản nữa. Nhưng mà một cái lưu ý là đối với các cái tài khoản của cái sen đỏ này thì bắt buộc phải xác thực bằng số điện thoại nhá, chứ không phải lập tài khoản nào cũng vào quay được đâu. Sen đỏ họ làm khá là chặt. Thì tất cả cái app này mình đã nhờ bạn bè, người thân, họ hàng các thứ để xác thực rồi, thì cũng khá đơn giản. Một số điện thoại thì xác thực được cho 2 tài khoản nhá. Rồi và thử quay một cái xem nào.
Rồi, thì mình sẽ quay thử một cái nữa nhá. Rồi, chúng ta đóng mất một số tab mà chúng ta lựa treo. Để vào mở thử cái event key thông cho nó ra được cái gì. Sao nó vẫn ra điều sốc như này. Thì tranh thủ lúc đó mình sẽ khởi động cái app sẽ đỏ lên. Nhưng khởi động cái copilot nó chậm thế rồi. Thế là mình sẽ thử cái đoạn này xem nào. Không tua sang đây nhỉ. Ngoài ra thì ở trên xe đỏ vẫn đang chạy chương trình giờ vàng, các bạn có thể vào các cái giờ vàng như là 12 giờ và 21 giờ để lấy các cái voucher giảm giá ở trên này. Đây nhá, ví dụ mình sẽ tạm dừng cái này chơi trước. Cái gì 79k đây? Đồ gia dụng chỉ 79k rất là nhiều. Nói chung là xe đỏ này chạy khá nhiều chương trình này. Hốt qua xem nào. Hốt qua chính là vào cái cây thông để quay này. Ví dụ nhá, đây mình đang ở một cái tài khoản khác. Rồi. Thì mỗi lần đăng nhập chúng ta sẽ có 3 lần để thử cái này. Như vậy lần đầu là được 40 xu và một cái voucher đúng không? Rồi thử cái này xem nó được cái gì không. Ô, như vậy không được voucher nữa rồi. Rồi lần thứ hai thì được 710 xu và không được cái voucher nào. Thì sau 3 tiếng thì chúng ta có thể quay lại để thử mở các hôm nay xem có trúng được các cái voucher có giá trị cao không. Và bây giờ mình sẽ quay lại cái phần trên app điện thoại. Thì đây chính là ở trên cái app Sendor. Thì đây có đang vẫn có rất nhiều các chương trình này, giống cái chương trình trên website thôi. Nhưng ở trên app thì các bạn sẽ có thêm cái chương trình giờ vàng Sendor. Số các khung giờ như mình vừa chia sẻ trước là từ 12 giờ đến 21 giờ thì sẽ có 2 giờ vàng đó, và có thể nhận được các cái voucher trị giá từ 300.000, 200.000, 100k và 50k để sử dụng mua hàng. Rất là cái này chắc chắn là không trúng tại vì chưa đến giờ. Chưa đến giờ nhận quà. Rồi. Ngoài ra thì đây là cái chương trình đặc biệt riêng ở trên app thì có thôi nhá, còn trên web thì chúng ta không lấy được cái này đâu. Rồi đó là lý do vì sao mình lại mở thêm cái phần app điện thoại này, nó là vì như thế. Rồi giống các cái này chắc là giống các cái chương trình ở trên web thôi, nó không khác gì cả. Cái flash sale thì cũng giống thôi. Thực ra là cái tung deal này nó chính là cái flash sale mà họ làm kiểu ấy đi thôi, nó tên gọi nó khác đi, nó ra các cái chương trình nó thu hút người mua nhiều hơn, nó chính là cái chương trình flash sale thôi. Rồi như vậy là chúng ta cùng điểm qua một chút cái thông tin từ các cái group săn hàng trên săn hàng giảm giá trên Facebook. Chúng ta cũng qua cái website của Sendor, qua cái fanpage thì có rất nhiều cái chương trình mà các bạn có thể mua hàng các hàng giá rẻ. Thì mã giảm giá mình cũng đã chia sẻ ở trên này nhé, một số mã như này các bạn có thể thử xem như nào. Hoặc là chúng ta vào chơi các cái game dinh quà thì sẽ nhận được các cái mã giảm từ xu này, xu chúng ta có thể đổi ra được các mã giảm giá. Rồi, như vậy là cũng đã xong cái clip. Thì hy vọng thời gian sắp tới mình sẽ làm thêm các nhiều cái clip đồng hành cùng các cái đơn vị khác, không chỉ ngoài Sendor, Lazada hay là Shopee. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip. Xin chào và gặp lại trong các clip sắp tới. Xin cảm ơn. Bây giờ cũng gần 7 giờ rồi. Chúc các bạn buổi tối rất là vui vẻ bên người thân và chúc ăn ngon miệng nữa. Xin cảm ơn.